Well, good morning, church. I'm honored to be with you this morning. Chào buổi sáng tất cả quý ông bà chị em. Tôi rất là phấn khởi đến với quý ông bà chị em buổi sáng hôm nay. As has been said, my name is TJ Sheely, and I work for a college ministry through Cornerstone Church in Ames, Iowa. Tôi là TJ Sheely. Tôi là người phụ trách trong chương trình linh vụ cho các sinh viên tại trường đại học. Và qua hội thánh Cornerstone. So for you young folks, if you're interested in going to Iowa State University, I would love to meet you and tell you why that's a good decision to make. Nếu quý bạn trẻ là những người thích học ở trường University of ICU đó, thì chúng tôi rất là vui khi tiếp nhận các bạn ở đó. And I'm very excited to open up the Word of God with you this morning as we will look at James chapter 2. Tôi xin chúng ta cùng nhau nghiên cứu trong sách Gia Cơ mà chúng ta sẽ học ở trong đoạn 2 buổi sáng hôm nay. The book of James is a very practical book. Go ahead. Sách Gia Cơ là một sách rất là thực tiễn. And if someone were to ask me what I think the point of James is, I would tell them that I believe it is genuine faith. Nếu có một người nào hỏi tôi là cái quan điểm của trong sách Gia Cơ đoạn 2 này là như thế nào, thì tôi sẽ trả lời rằng đó là cái sách nói về cái sự gọi là đức tin thật. James is very concerned that every person who claims to be a Christian has genuine faith. Và Gia Cơ rất quan tâm đến những người tự xưng mình là cơ đốc nhân, thì những người đó phải là những người có đức tin thật. Otherwise, they are only deceiving themselves. Và nếu không phải là người có đức tin thật, thì những người đó chỉ là tự lừa dối mình. In chapter 1 of James, he teaches us that those who have genuine faith persevere through the storms of life. Và ở trong đoạn 1 của sách Gia Cơ, thì ông Gia Cơ nói rằng những người có đức tin thật, thì những người đó sẽ được kiên trì xuyên qua những cái biến cố trong cuộc đời của mình. No matter what comes our way, our faith in Jesus serves as an anchor for our souls. Và nếu có bất cứ một cái điều gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta, thì cái đức tin của chúng ta trong Chúa là cái neo mà chúng ta có ở trong đời sống của mình. But those who do not have genuine faith are prone to fall away from Jesus because of the worries or the pleasures of this world. Và nếu chúng ta không có đức tin thật ở trong Chúa, thì chúng ta có khuynh hướng là sẽ lìa xa Chúa và chúng ta sẽ không có biết mất ân điển của Chúa. We also learn in James chapter 1 that those who have genuine faith listen and respond to God's word. Và trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta học ở cũng đoạn 1 đó, thì nói rằng những người có đức tin thật là những người biết nghe tiếng Chúa và đáp ứng lại được tiếng của Chúa gọi. True faith leads us Christians not to just hear God's word. Qua cái đức tin thật thì những người tin Chúa đó sẽ là những người sẽ thấm nhuần được lời của Chúa. But to apply it to our lives and obey it. Và áp dụng lời của Chúa vào ở trong cuộc đời của mình cũng như vâng phục Chúa. And in chapter 2, where we will be today, James teaches us that those who have genuine faith learn to love their neighbor as themselves. Và trong cái phần Kinh Thánh đoạn 2 của sách Gia Cơ, thì chúng ta học biết rằng những người có đức tin thật trong Chúa là những người có lòng yêu thương thật đối với những người khác. Specifically, we will see that those who have genuine faith do not show favoritism. Và một cái cách đặc biệt là những người có đức tin thật ở trong Chúa thì những người đó không bao giờ bày tỏ cái sự thiên vị của mình. But they love each person equally. Và những người có đức tin thật đó sẽ yêu những người khác đối với mỗi người khác bằng nhau. And as we look at the sin of favoritism, I want to show you three things. Và nếu chúng ta nghiên cứu về cái việc thiên vị đó thì tôi muốn nói với quý vị ba điều. The first is the root of favoritism. Điểm thứ nhất đó là cái gốc rễ của sự thiên vị. The second is the results of favoritism. Điểm thứ nhì là cái hậu quả của việc thiên vị.
And lastly, the remedy for favoritism. Và cái điểm thứ ba đó là cái phương thuốc để trị cái tội thiên vị. So first, what is the root of favoritism? Như vậy thì điểm thứ nhất đó là cái gốc rễ của cái sự thiên vị là gì? When I was recently visiting my parents, I decided to help them out by mowing their lawn for them. Khi tôi đến thăm viếng cha mẹ tôi, thì tôi có ý muốn giúp cho cha mẹ tôi để mà cắt cỏ sân nhà của họ. But as I was mowing their lawn, I accidentally ran over one of my father's small bushes. Khi tôi cắt cỏ cho họ thì tôi vô tình đã mấy máy cắt cỏ nó chạy lên những cái bụi cây của cha mẹ tôi. I guess you can say I didn't win best son award on that day. Tôi biết chắc rằng quý vị cũng sẽ nói là tôi sẽ không được cái phần thưởng của một phần thưởng tốt của một người con. And I thought that I had killed the plant, but my dad recently told me that the bush is starting to grow back. Và tôi nghĩ trong lòng rằng những cái bụi đó khi tôi cắt như vậy thì nó sẽ chết đi. Nhưng mà tôi được cha tôi nói rằng nó cũng vẫn còn sống. Why is that? Tại sao vậy? It's because I had only chopped down what I could see. Bởi vì tôi cắt những cái bụi đó, những cái mà tôi thấy được ở trên mặt. But the roots underneath kept the bush alive. Nhưng mà cái rễ ở dưới đất đó thì nó không, tôi không thấy và nó mọc lên làm cho cây sống. This is exactly how sin works. Đó là điều có thể giống hệt như là cái tội lỗi của chúng ta. In order to fight sin in our lives, we must not merely attack what we see. Để mà đối phó với cái tội lỗi trong cuộc đời chúng ta, đôi khi chúng ta đối phó với những cái gì mà chúng ta thấy ở bên ngoài. Trying to fix our behavior is not enough. Cố gắng để mà sửa đổi cái hành động, cái tư cách của chúng ta, nhưng mà không đủ, không chưa đủ. Instead, we must attack sin at its root. Và chúng ta phải đối phó với tội lỗi đó từ trong cái gốc rễ của nó. We must have our hearts changed before we will ever see lasting change in our own lives. Chúng ta cần phải có cái lòng chúng ta thay đổi trước khi chúng ta thấy những sự thay đổi kế tiếp. So what then is at the root of favoritism? Như vậy thì cái gốc rễ của sự thiên vị là gì? Listen to the words of James again. Xin chúng ta xem ở trong lời của Chúa của sách Gia Cơ đoạn 2. My brothers and sisters, do not show favoritism as you hold on to the faith in our glorious Lord Jesus Christ. For if someone comes into your meeting wearing a gold ring and dressed in fine clothes, and a poor person dressed in filthy clothes comes in, if you look with favor on the one wearing the fine clothes and say, "Sit here in a good place," and you say to the poor person, "Stand over there," or "Sit on the floor by my footstool," haven't you made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? Trong đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4 là hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta thì chớ có tay vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ ăn mặc đẹp mà nói rằng mời ngồi đây là chủ tử tế, lại nói với người nghèo rằng hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta, có thể thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? I believe based on this passage we learn that the root of favoritism is a fundamental misunderstanding of what love truly is. Qua đoạn kinh thánh này thì chúng ta có thể hiểu cái gốc rễ của sự thiên vị đó là do cái điều hiểu lầm một cách căn bản về tình yêu thương. We all show favoritism because we see love like a business transaction rather than a gift. Chúng ta có sự thiên vị tại vì chúng ta coi tình yêu thương đó như là một cái dịch vụ thương mại mà chúng ta đối với người khác. We often choose to show others love based on what they can do for us. Và chúng ta thường thường bày tỏ cái sự yêu thương của chúng ta đối với những người đã có lòng yêu thương đối với chúng ta. But this is not how the Bible describes love. Và đó không phải là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Jesus said, "No one has greater love than this,
to lay down his life for his friends. Chúa Giêsu nói rằng không có một tình yêu lớn nào bằng tình yêu của một người vì cớ bạn hữu mình mà phó sự sống mình. True love is doing good to others when expecting nothing in return. Và một cái tình yêu thật sự đó là cái tình yêu khi chúng ta yêu người khác, làm việc tốt cho người khác mà không cần cái sự đáp trả. So if we want to get rid of the sin of favoritism in our lives, we must fix our understanding of love. Và nếu chúng ta muốn sửa đổi hay là muốn sửa chữa lại cái sự tội lỗi của mình qua cái lòng thiên vị thì chúng ta cần phải thay đổi cái quan niệm của chúng ta về sự tình yêu thương. We must learn to lay down our lives for others without expecting anything in return. Và chúng ta phải học biết hy sinh vì người khác mà không cần có sự báo trả. Now let's look at the result of favoritism. Điểm thứ hai, chúng ta đi đến cái điểm là hậu quả của sự thiên vị. What happens when we do not attack the sin of favoritism in each of our hearts? Và nếu chúng ta không có sửa đổi cái sự thiên vị ở trong lòng chúng ta thì cái điều gì sẽ xảy ra? Again, hear the words of James starting in verse 5. Và đây là lời của Chúa ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 5. Listen, my dear brothers and sisters. Didn't God choose the poor in this world to be rich in faith and heirs of the kingdom that he has promised to those who love him? Yet you have dishonored the poor. Don't the rich oppress you and drag you into court? Don't they blaspheme the good name that was invoked over you? Từ đoạn câu 5 đến câu 7. Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đang làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo. Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? When favoritism runs rampant in the church, it does three things. Khi mà cái sự thiên vị đó nó tràn ngập ở trong hội thánh thì nó sẽ gây ra ba điều. It hurts others, it hurts us, and it hurts God. Cái điều đó sẽ làm tổn thương những người khác. Điều đó sẽ làm tổn thương chúng ta và điều đó cũng làm tổn thương chính Đức Chúa Trời. In this passage, the rich people were guilty of dragging others into court and speaking blasphemy about God. Trong phần kinh thánh này thì đã diễn tả chúng ta biết rằng những người giàu có họ phạm thượng, họ phạm tội là mang người khác đến tòa án cũng như là nói phạm đến Đức Chúa Trời. But you see, when we show favoritism, we take people into court in our hearts and we even blaspheme God. Và nếu chúng ta có cái lòng gọi là thiên vị đó thì chúng ta cũng mang người khác đến tòa án theo ý chúng ta và chúng ta đã phạm thượng với Chúa nữa. We make ourselves out to be judges of who deserves to be loved and who doesn't. Và chúng ta đã tự làm cho mình trở thành những người quan án mà sẽ đoán phạt người này hoặc thưởng người kia. We blaspheme God by making ourselves into little gods when God himself has already said it is the poor in this world who are to be rich in faith. Và chúng ta tự làm cho chúng ta trở thành những ông thần nhỏ mà trong khi Đức Chúa Trời đã muốn chúng ta yêu thương những kẻ nghèo mà kẻ nghèo đó Đức Chúa Trời đã chọn lựa để họ được trở nên giàu có ở trong Chúa. This is very hurtful to others, but it's also very hurtful to us. Điều cái sự thiên vị đó đã làm tổn thương những người khác nhưng mà cũng tổn thương chính chúng ta nữa. Think of a time where someone has chosen to refuse their love towards you. Chúng ta để một thời gian không lâu đâu để cho chúng ta biết rằng cái sự thiên vị đó vì chúng ta thiếu tình yêu thương. No one likes to be treated poorly because of the way that they look or how much money they have or where they come from. Và không có người nào muốn đối xử một cách tàn tệ bằng cách là
cái gương mặt, cái cử chỉ của họ lộ bên ngoài, hoặc là họ có tiền hay là không, hoặc là cái nguồn gốc của họ từ đâu họ đến. But when we show favoritism, we reinforce the very thing that we hate. Nếu mà chúng ta có cái lòng tây vị, người thiên vị đó, thì chúng ta làm củng cố những cái gì mà chúng ta đang ghét. But ultimately, our favoritism hurts God the most. Và trên hết là cái sự thiên vị đó làm tổn thương chính Đức Chúa Trời. Jesus has commanded us to love God with all of our heart, soul, and strength. Và lời của Chúa Giêsu đã phán rằng chúng ta hãy yêu mến, kính mến Đức Chúa Trời cả tấm lòng, sức lực và sức lực của chúng ta. And to love others as ourselves. Và yêu người khác như yêu chính mình. But when we show favoritism, when we show favoritism, we neither love God nor others. Và nếu chúng ta bày tỏ sự thiên vị đó, thì chúng ta không có yêu người khác và chúng ta cũng chẳng có yêu Đức Chúa Trời. And I'm sure it does not take long for all of us this morning to realize that we are all guilty of this sin. Và sẽ không để lâu, sẽ không tốn thời giờ lắm đâu để cho tất cả chúng ta đều biết rằng tất cả mọi người chúng ta đều phạm tội trước mặt Chúa. We all judge others at times and show favoritism. It is a sin that runs deep within our flesh. Và chúng ta tất cả đều đối xử với người khác một cách rất là thiên vị nhiều lần và không có yêu thương người khác. So we must ask ourselves, what are we to do about this? Và chúng ta phải tự hỏi chính chúng ta rằng chúng ta phải làm gì đối với điều đó. We need a remedy. Chúng ta cần cái phương thuốc để chữa trị cái bệnh thiên vị đó. When I was a child in middle school and early high school, I had braces for about 4 years. Khi tôi còn ở trung học thì tôi có làm cái niềng răng trong vòng 4 năm. And I would often have to go to the orthodontist to get them tightened. Và tôi thường đến cái nhà chuyên môn để mà siết những cái niềng răng trong đó. This would make my teeth hurt so badly. Và điều đó làm cho cái răng tôi đau vô cùng. I was only able to eat soft foods like Jell-O, ice cream, and pudding. Tôi chỉ có ăn những cái thức ăn lỏng như là Jell-O hay là kem hay là bột phấy. Though the ice cream only part wasn't so bad. Nhưng mà ice cream thì không có tệ lắm đâu đối với tôi. But it wasn't until I was able to get some medicine that the pain in my mouth would finally go away. Và tôi chịu đau đớn như vậy cho đến khi tôi được những một vài phương thuốc để làm giảm đau. And I want you to hear this morning. Tôi muốn quý vị nghe buổi sáng hôm nay. In the same way that the medicine was a remedy for my hurting tooth. Tôi có sự đau đớn trong cái hàm răng của tôi và tôi nhờ cái thuốc giảm đau đó mà làm cho tôi bớt đau đớn cái hàm răng của mình. Jesus wants to give us all a remedy for our souls for the hurt because of the sin of favoritism. Và cũng một thể ấy, Đức Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta một phương thuốc để trị những cái sự đau đớn do sự thiên vị gây ra. James says in verses 12 and 13. Và ông Gia Cơ đã nói trong đoạn 2 câu 12 và 13. Speak and act as those who are to be judged by the law of freedom. For judgment is without mercy to the one who has not shown mercy, but mercy triumphs over judgment. Trong câu 12 và 13 nói rằng hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do xét đoán mình. Sự đoán xét không thương xót kẻ làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. The good news for you and I this morning is this. Tin mừng cho quý vị và tôi ngày buổi sáng hôm nay là như thế này. We have not been judged without mercy because Jesus has. Chúng ta sẽ không bị xét đoán một cách nghiêm khắc vì chúng ta có Chúa Giêsu đã chịu thế cho chúng ta rồi. In fact, Jesus took on the judgment that we all deserve. Và thực tế thì Đức Chúa Giêsu đã chịu sự xét đoán của mỗi chúng ta, đáng lẽ chúng ta phải chịu xét đoán đó.
He was punished for our favoritism so that we could be shown mercy. Chúa đã bị trừng phạt bởi cái lòng thiên việt thay thế cho chúng ta để cho chúng ta có lòng thương xót. Jesus became the unfavorable one on the cross so that you and I could be favored by God. Đức Chúa Giêsu đã bị treo lên cái thập tự giá và mọi người không ưa thích Chúa để cho chúng ta được sự ưa thích thương mến của Đức Chúa Cha ở trên trời. Jesus gave up the seat of honor and chose to sit on the floor so that you and I could sit in the place of honor with God. Chúa Giêsu đã từ bỏ cái chỗ ngồi nơi cái vinh hiển để ngồi ở dưới đất để cho chúng ta được ngồi ở nơi vinh hiển với Đức Chúa Trời. The remedy for the sin of favoritism inside each of us is this. Sự phương thuốc để trị cái tội thiên vị là gì? Là như thế này. The more we learn to see God's immense love for us through His Son Jesus, the more we will be freed to love others the same. Càng biết cái sự yêu thương bao la của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta mới thấy được và biết được tình yêu thương người khác. We are powerless to change ourselves. Và chúng ta có cái sức mạnh của Chúa ban cho để chúng ta thay đổi. So here is my charge to you this morning. Và đây là cái điều mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị buổi sáng hôm nay. Bask in the love of God richly poured out on you through Jesus. Và đó là cái tình yêu của Đức Chúa Trời đã trải ra một cách dư dật, cách trọn vẹn cho chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. And let that love drive you to love others the same. Và xin hãy để cái tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời đó hướng dẫn quý vị để yêu thương người khác. The gospel of Jesus is the only answer to our sin. Và phương thuốc của Đức Chúa Trời đối với chúng ta để trị cái tội lỗi của chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ đó là chỉ có một mà thôi. So the question is, how will you respond to the love that Jesus has poured out on you? Và cái vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta đáp ứng được cái tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta.